Lên Ồ. lên YouTube là gõ Long Nguyễn là ra. Có từ Cái mỗi khóa rồi. nhà em tự làm thử mà nó nhiều sợ, mà nó còn nhiều cách hơn nữa nên chưa biết nên là thế này để Em biết đưa phiếu cho nặng để cầm thử, luôn. mũi chắc rất là nhiều luôn. Mũi nhiều mà. Có vài cục đang đè mũi nên nó nản ban đầu hơn. Nó sâu Dạ. á, cục sâu. Ông biết luôn, biết ngồi ông. Cái này mụn là giống ai đây? Giống ba hay là giống mẹ đây? Cái giống mẹ rồi. Mẹ hồi xưa có mụn à? Cố gắng nha, chị bé hơi đau Oh. xương. Oh Nó hơi lì á. Rồi ra. rồng. Cố gắng nha. Đau. Rồi. Nó Thông báo trước rồi. có gì Ok. Ra. Rồi 6:30 rồi nè. vẫn đau. Cho mẹ Thư chạy lên nó không chạy về biết khi mua. Rớt con Thư một mình Thư đi với mấy đúng không? À thì con Hiền ở đó. Thôi mày giờ chưa. Mấy đứa không hỏi khách có ai tiện đường bên đi này nó họ về này. Ờ, à, không lanh này. Thiệt á, chị Kiểu thấy mấy như đứa không lanh cần xí mô luôn á. cái địa chỉ nào, ví dụ ở Cẩm Lệ cho lại chứ nó cũng phải Ừ. kiểu như ở trung tâm hoặc bên Sơn Trà cho về đây rồi như thế. Nó tiện đường mà. À chắc tin cho cái địa chỉ của em cũng có muộn nặng lắm. À, chắc tin nữa em về nhà em nhắn tin bạn là chắc lên đây nặng luôn chứ bạn có nhiều muộn lắm. Chắc là Ok. muộn kia là có đầy mấy cái gọi là mấy cái to to mà nó có mũ lên á. Là một viêm đó. Nặng là sướng tay luôn. Quảng cáo đi. Dạ chắc là nói bạn em bị nhiều lắm, em nói bạn em sức thuốc rồi chứ không biết cách để làm cho nó Đúng đỡ rồi, hơn, đúng rồi. thế nữa về em nói Cô này vẽ miệng mồm này, giỏi này, nó lại lanh lẹ này. Đau cứ rét. Cho chị nặng là được. Dễ thương này, chị nói chuyện dễ thương gì. người yêu lắm. Mà sao lớn lên gái chết. Có người chưa? Chưa có nhiều người bu theo rồi mà con nó không, Ghê ghê thế ghê là ghê. con không thích có bây giờ vì con Còn bận học làm đúng bài, không? nhà học bài Đúng nên rồi. nào thức đêm làm bài là muộn nó hơi lên xíu. Nói chuyện gì sao? Nhờ mẹ con bày cách nói chuyện. Đúng là con nào mẹ nấy vậy. Nhưng mà câu này là ông cũng miệng mồm với lại là lanh lắm chứ, gọi là linh hoạt, người linh hoạt. Còn nhiều đứa là kiểu những cái không không mở miệng ra luôn á. Chết rồi, vừa đẹp trai vừa miệng mồm kiểu này thì thôi Giỏi nữa. chứ. Chết. Học sinh Chị cho giỏi không nó em? Đây học sinh vừa vừa.
Dạ, học cũng giỏi. Dạ. Cũng giỏi à? Yeah. Đi thâu gì? Học sinh gì? Giỏi hay là vừa? Giờ vừa rồi chết hồi đầu đầu xí. Là em học cũng thấy học cũng giỏi. Em với bạn của chung quanh em toàn bị vậy, em không Nói chuyện dễ thương. Sao về mày trong tiếp tới kia cho như nhìn hai em nhỏ đi vô nhìn thấy xa nhìn dễ thương như sợ. Cảm ơn cô. Hơi đau nghe, quanh bị hơi đau một xíu. Học trường chi em? Trường IVU. Trường này là trường gì ta? Trường quốc tế. Chắc vậy không? Ok, cầm con nặng được không? Không, nó nhiều lắm luôn á. Không nặng là không được nghe. Cái cầm con không? Cố gắng thì Ừ. nó nhiều lắm luôn. Nặng ở dưới đó. Ráng nghe. Đâu có đâu nhiều đâu. Chưa lắm, xin ở cục kháng đau. Không biết ông cầu kia có nhiều nhiều nhưng mà không biết có quay được không ta. Chính là như điện thoại chị phải không? Điện thoại chị.
gì anh Huệ gọi phải không biết. Anh đây. Nghe máy giùm chị ơi. Em nghe anh. Bảng hiệu, ủa nhà em bật rồi mà. Ủa bật rồi mà ta. Em bật phía trước cái này, chị bật hai nút trên hả? Nhớ hai nút trên mà ta. Mặt kinh trừ bật đi nữa. Cho nó xong luôn cho rồi. Chị bật hai nút dưới hay hai nút trên á? Nút trên hả? Lâu rụng bật. Còn cái mặt mặt này dùng nhiều vậy. Nó sao em? Cái mặt bên tay phải em đang chỗ này dùng còn có một ít nè. Một ít này sao? Nó thấy rồi. À còn vài con. Con biết luôn. Nhà nhà con có nặng. Con có sức muộn là nặng ra xí này con biết. Vài chỗ. Tôi nghĩ là có vài cái chỗ bị gần đôi mắt rồi có một ít không biết chị nặng hay chưa. Còn bị lát, làm chung với ai hả em? Hồi nữa cộng tiền chung với đây chị được. Mẹ mẹ của hai cô này. Không sao đâu em, hồi cộng chung với đây được. Cộng chung vô thôi. Nằm chờ bùng quá, lên nằm luôn. Hú rồi. Được rồi.